73 năm trước, ông Trần Văn Nội vừa bước sang tuổi 20. Nghe theo lời gọi của Mặt trận Việt Minh, nghe theo lời Bác Hồ, ông rất tích cực tham gia vào các hoạt động khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra. Sau ngày 2 tháng 9, các lớp bình dân học vụ được tổ chức ở khắp nơi. Cũng ở đây, ông Nội quen bà Nguyễn Thị Hiên, vợ ông, một nữ sinh trường Trưng Vương, đứng lớp dạy chữ cho dân làng Mọc. Chúng tôi chủ yếu là hoạt động như thế này. Bình dân học vụ thì lúc ấy không, người lớn ấy đi học ít, cũng chủ yếu là trẻ con dạy bình dân học vụ ấy. Về sau này thì mới có nhiều người lớn đi học bình dân học vụ. Thế hoạt động bình dân học vụ là một cái vừa là dạy chữ nhưng mà đồng thời là vừa tuyên truyền. Bác Hồ kêu gọi là xóa mù chữ này, xóa đói này, mấy cái xóa đấy. Thì là dạy bình dân học vụ thì tối đến thì đèn ở đây như sao lên. Thế mà các cái đường này ra chợ là chúng tôi đóng cửa hết cả, tức là ai đi qua phải qua cái cửa, nói được, viết được chữ thì mới cho đi. Từ một chàng trai theo đảng, theo bác, ông Nội về sau trở thành giảng viên trường đại học sư phạm. Theo ông, tất cả đều là nhờ đảng, nhờ Bác Hồ đã cho ông quyền tự do, quyền được học hành. Bản thân tôi ấy trưởng thành lên là những năm đi theo cách mạng, theo sự phân công của cách mạng, rồi cách mạng bồi dưỡng, đào tạo nên. Từ một cái giáo viên tiểu học mà thành ra là phó giáo sư ở trường đại học sư phạm. Thế cái đó đúng là cách mạng đào tạo. Sau 73 năm, người thầy giáo, thành viên của đội thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, ông Nguyễn Tiến Nga vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng 8 lịch sử. Ngày mà ông cùng với muôn triệu người dân Việt Nam náo nức trước thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng như những người quen của ông, các thành viên của đội thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu cảm nhận được rất rõ những gì gọi là người dân tự do của một quốc gia độc lập. Mùng 2 tháng 9 ấy là đã được báo cho toàn dân biết và vận động dân đi để ngày hôm nay là ta tuyên bố độc lập, nó rõ ràng là như thế. Cho nên là mọi người nô nức để đi và mọi người cũng lại nô nức để được thấy chính phủ Việt Nam Dân Chủ lâm thời ra mắt. Mọi người thấy nghĩa là xúc động mà thấy phấn khởi lắm, tin tưởng là từ nay rồi đi đất nước mình được độc lập tự do rồi. Thế nhưng mà sau cách mạng tháng 8 thì bây giờ từ nay rồi đi là mình là một người ở một cái nước độc lập tự chủ rồi. Những nhân chứng lịch sử như ông Nội, bà Hiên, ông Ngà, bà Hiền, những người dân đã từng chịu cảnh nô lệ, hơn ai hết thấu hiểu giá trị của độc lập, của sự tôn trọng quyền con người, quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc.